Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Solo TV. Đi bộ. Mày con ghê này, rất hết cả tài. Con to ngay đây này. Ai xa. Mát không? Mát. Hôm nay anh em mình có một kèo mà bị thua độ các bạn ạ. Đấy, thế nên là đang phải chế biến thức ăn. Và mình phải ngồi đây trông nó, không nó lại phá. Đây, thấy chưa? Mày phải bổ ra xong rồi móc lõi đi xong rồi đấy chứ. Xong rồi thái chứ. Mày thái đến đấy được chưa? Đây là anh em mình có một chậu mướp đắng, hôm nay sẽ làm một cái món gọi là món gì? Món đấy. Mướp đắng chua cay khổng lồ. Mướp đắng siêu đắng khổng lồ. Tí nữa hay mày làm món sinh tố mướp đắng đi. Anh bây giờ à? Uống như thế nào? Uống như thế nào? Uống cà phê như thế nào? Mày nhả ra xong rồi mày đấy. Đang sinh tố ấy. Dạ. Ôi, bà làm gì đấy bà? Bà mất mỉu ấy nhỉ? Bà mất mỉu gì? Bà mà cắm đầu xuống đấy là một phát là không cắm sợ ngã. Bà đi chân lạnh quá. Được mình đứng ở đấy này. Thế nào? Lấy cái gì? Ngay đấy rồi. Lấy gì? Ăn à, lấy lon á? Ừ. Lon đấy, anh gỡ cho bà cái chai này. Cả cái lon đó. Đấy này, chai này là chai nước mà. Chỉ có chai của em mà. Đâu? Dưới đây. Đấy, thò tay xuống lấy được ngay chỗ chân nó xuống ấy. Đây. À, cái lon này lon bia của cháu nhưng mà. Ừ. Đâu là đấy giờ nè. Vứt lâu chưa? Lâu rồi bà. Lâu rồi không có cái đấy. Đây làm tử tế rồi nhá. Ừ. Mày, tao vừa thấy không tử tế rồi. Hôm nay anh em mình sẽ làm gọi là mâm mướp đắng. Siêu đắng khổng lồ. Ướp đá với ruốc ấy. Đúng rồi. Đá ruốc các kiểu. Ăn rất là ngon. Như kiểu ở quán bia hay làm đấy. Đâu ướp. Mày ruốc đâu? Anh lấy ruốc cái này chứ. Ruốc á. Đây, cậu cậu ơi. Thái này. Ây à, mày điên à? Lâu lắm mày cũng chậu rồi. Lâu cái bầu ấy. Mày tái kiểu gì cơ? Cái này chỉnh như cái này à? Ăn một miếng. Ăn cắn nhỏ ra. Thế mày để cả quả mà ăn. Thế sao anh chả bảo để có quả để ăn? Tao lại bả ra phát đến sở đây. Thái ạ, tí nữa còn ướp đá nữa mình ngấm được chứ. Nhưng mà ướp nhiều đá vào chỗ. Đấy, Thái gạt ra đây, gạt ra chậu. Cắn cả quả nó mới cục xinh ngầu chứ. Ngầu cái bầu ấy. Cắt ra để ra chậu. Tí nữa nhún còn phải cho cả ruốc lên trên thì nó mới đấy được chứ. Đấy, làm thực tế vào. Gạt nó ra vào chậu đi, tốt thế. Anh là chứ chừng. Ruốc đâu? Chậu ấy. Có ẻ trong chậu ấy. Ơ, hôm nay tao để vào trong chậu rồi nhỉ? Khủ mê à. Thế là mày lại giấu đâu ấy? Dạ, em đâu ruốc làm gì? Mày ăn. Dạ. Thôi, mất à? Có mà anh quên màng ấy, đi vừa lấy đi. Trời ạ. Cười gì? Tao nghi lắm. Phải mày không? Hả? Tao đã bảo Thái thế này cơ mà. Thái mà ổng đây. Thì cái này ướp được cắn được à? Cắn cái gì mà cắn? Đấy. Thế này, xong rồi gạt vào đây. Lâu một chừng. Đấy đi để tao về lấy ruốc. Tao về mà không thấy mày chết với tao, chỉ có mày thôi. Lòng quá nhỉ. Ủa, thì cái gì rồi. Chắc thế. Đi vào quá nhau lại nhé. Ruốc đi. Nó là đường. Là bắt lại là lùi ngủ. Ý ra ngồi nằm võng luôn. Một pha. Đấy. Cái chưa tốt.
suốt ngày bắt mình cắt bỏ nhà rồi mà bỏ rồi cả bùm hồi cho mình cũng bị đứt một phát làm chim nghỉ này cho mau đấy ta cảm giác đắm chìm trong ao biển xanh như nước mỹ. Điệu gần hết đi. Xong mà đại ca nó ngã cả rịch. Úi trời ơi. Lúc đấy chẳng biết ai làm đâu. Phúc người lùi nằm trên võng. Nghe thì xong mà đại ca uống nước. Người nó gần đứt đấy, không có à? Nó còn một chút. Ok lắm này các bạn ạ. Và đây thì đứt. Không sống được, không sống đạn ra thì. Và đại cá mà xuống đây thì uống nước thánh thì ngọt luôn. Chốt này, mình. Hôm trước mình đấy nó còn cười mình ngã lắm. Hôm nay cái này thì cho mấy ta chìm lắm trong nước. Tăng ta ra tăng. Rồi. Đi mà lâu đấy. Tao còn phải đi mua đi. Đây. Đi chỗ lâu. Đấy. Từ lúc mà mày thái được có tí này đấy à? Anh không mà thái, chả thái hội em. Thái, thua thì phải chịu nhá. Chơi thì đến chiều mà anh. Mày mà thắng thì tao làm hết cho chứ có cái gì đâu. Đến chiều mới ăn được. Ui dạ. Đời này Phật nở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới. Ui. À, Phật nở trên kia cao quá. Cái gì đấy? Phải. Nhắn thế. Phật nở trên kia cao quá, mãi mãi là chỉ chỗ không. Phải chưa? Cái võng cái chạc này biểu. Điên rồi đổ quên đi à? Chả cũ à? Sao mày mua võng mày phải mua cái giấy xanh này nhá. Ui trời ơi. Giấy xanh này chắc gì đấy chắc. Giấy này chẳng qua. Chẳng qua nhẹ quá rồi. Mày nước phân à? Mặt đồ trên kia rồi, cao quá này. Thì tao đi mua về mua dây này nhỉ. Mà từ tao đi. Tao đi thay quần áo đã. Nước này về ngứa chết toi. Bà phải trường à? Kệ bà ấy. Điểm thế gì biết. Lấy ra nước vào đây. Rớt cái gì? Về tắm cái đã nha, mày thái nhá, còn không bỏ đi đâu đâu. Điểm nào bỏ. Đặt vô rồi. Ăn cục gốc là cả trúng luôn. Vật đồ trên kia cao quá. Trời, mình đã trả thù thành công. Mình phải trả thù dài dài. Dám chơi đời của mình. Chơi cái gì cũng được. Xong rồi tính nhất kiểu gì, mất võng kiểu gì cũng ra đâu rồi. Đấy, tranh võng.
mình cũng không được nằm mà. Mình sống đi luôn. Sống luôn. Tinh tinh tinh. Tara karing. Quả này cắt ở đâu bây giờ nhỉ? Quả này cũng là tím tím rồi. Đấy, chỗ này sơn sơn rồi. Mình khứa vài phát nữa là đi. Cái này cửa khó đấy nhỉ. Cả mau lại cả chết rồi luôn. Ôi, ra như gì vậy? Ồ, bàn kê. Đấy là thứ. Mày lại chết đòn nhỉ. Sao thấy nó ra không ra chuột chết. Ủa, đùa không hiểu cái ngày gì đen 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 như chó. Trời em ơi, anh ra kê, đằng, cái áo ra đằng, anh nhìn nữa. Ra đằng kia nhắm phát cái gai gần toạc chân. Về nhà thôi, xong rồi. Con gà cám của tao đi rồi. Hả? Chó cắn. Số anh chú chó rồi. Mày thái thịt tí, tao quả nó mày phát, mày tìm tao ném mày xuống đây không? Đâu. Bóc ra, nhá. Này, thái tử tế không? Cái này ra. Tử tế, móc. Rồi, bỏ ra. Đấy nữa, móc lõi ra. Dây này, đen thật ấy. Mua cái dây chắc chắc thế này, bố thế nào đứt được. Chưa có mua cái dây rủ, hai dây. Dây đấy đấy. Cái dây đấy là chắc à? Không, cái dây chạc là không chắc luôn. Ây da. Này, lại xinh xinh uống nước của em. À, có nước à? Làm tí. Này, nó phi một con dao anh thủng ruột đấy. À, anh nhưng mà uống bia. Làm tí. Chả làm nữa, anh cũng chả làm nữa. Coi như là hòa anh uống đổ của em ấy. Nhớ đâu em chi ra hả sao? Chi ra thứ ba rồi. Chả làm nữa, anh đi sao mà tái. Mệt lắm. Làm đi. Không, ai bảo anh uống nước của em gì? Hả? Anh uống nước của em gì? Lên tái đây. Không. Tái đây. Tái đây ở ta. Em không tái nữa. Ừ, lên. Mở đi. Tao đang đen này, tao không muốn động vào cái gì cả. Hiểu không? À, ông ích, ông vả phát đi nhá. Thế này ngồi một chiếc. Em không tái đâu. Mày à? Hỏi lắm không tái được một cậu trên này thế đâu. Anh xuống làm ruốc thì ăn. Được. Ui, lấy cái mâm đây. Có việc gì? Hả? Có việc gì đâu? Dân không có việc gì? Ui, còn đây thế này. Để người ta thái nốt đã. Thái nốt thì như vậy. Thái cực ngay. Con miếng thế này mà mày thái này à? Đắng. Chín này, quả này chín mất rồi.
chứ nó ngon hơn. Anh ơi. Chín rồi. Anh ơi. Hả? Con này, thôi, con này chín này. Anh, em nhìn anh làm mất đâu. Lên, anh lên, anh nuôi đi. Để em thấy không? Đi ra. Chín ngon hơn lại giòn lắm. Dạ. Giá gì? Thôi 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 lại cụ làm ra ra cái gì? Em thấy anh làm thương lắm. Tôi ngứa cái đít tạo giả. Thôi đây. Ra em làm thôi. Hả? Đi lên làm. Em thấy anh làm thương lắm. Ngứa cái đít. Mày làm đến bao giờ xong? Em làm được. Dạ. Thì tao làm đến ruốc đã đói quá. Đói. Dạ. Từ từ, ra mình với cây hoa sen này. Có ẻ được. Ê, đoạn này chưa có hoa mày ạ. Thì mới ra lá ấy ạ. Ra lá xong rồi mới ra hoa chứ. Thôi mày cho nó mọc ở đây, mày cho nó mọc ở đây. Thái luôn. Nè. Chọc gai sức chân. Khả năng mày phải đầu tư cho tao đôi dép. Dép anh cứ bỏ ấy chứ. Hả? Tao. Ừ, nhưng mà tao hay quên. Làm đi ấy. Ai ấy? Em nhìn trên chiếc. Đùa. Tao kể mày nhá. Hôm nay tao nói chung là không đen không bằng một con chó luôn. Rơi ngay. Mày có làm gì không đấy? Em đừng. Tao vừa thấy mày ngồi đấy mà. Em ngồi đấy mà em làm gì được chúng mày? Tao tự nghi nghi đấy nhá. Mà rõ ràng là tự nhiên mày lại lên thái cho tao thì mới lạ lạ. Anh đừng à? Anh để lấy cho em chai nước. Mày đưa cái dây ra đây ngay đây tao xem nào. Đây này. Anh làm dây anh đút dây này. Đứt được nhỉ? Anh nặng đấy. Rơi rơi nhập. Tao mà thấy vết cắt là tao giết vào mày luôn. Là gì ở vết cắt? Đáng sức chân rồi. Đừng ở đây. Rồi. Ôi nhỉ? Đây là vết đứt. Sao lại đứt được nhỉ? Sao đứt? Rơi đây mà đứt được. Người ta làm giả được mà. Giả gì? Hay là nó cọ vào đây nhỉ? Đấy, ai bảo anh bắt vào đây chứ. Bây giờ người ta làm cho nào thì cũng được đây. Thôi dẹp mẹ đi, đéo ăn uống gì nữa. Như kiểu à? Đây. Đá đi lại ăn. Làm đây. Lười đã. Lười như ủi ấy. Đấy là. Ủa. Đấy là cái cơn của những người lười đấy. Ngứa với trưởng. Không làm. Tôi ăn lấy ẻ mà ăn. Ôi, mày làm tí nữa tao về tao thay nốt bộ quần áo ấy. Không, em chẳng làm nữa, em ngồi đây. Hả? Mua xe này, anh tí nữa ra mà làm. Tao điên quá rồi. Tao mua xe. Đùa. Cái cuộc đời nhục như chó. Lê lê về nhé. Anh em về nhé. Tao lấy nhau đi ra anh nhé. Ôi trời ơi, mệt quá. Anh đi lấy con cá hai lần. Uống nước không? Nào, cảm ơn. Má lồng, má lồng, phê không? Dạ. Anh uống nước đấy à? Nhìn tao xuống ao hai lần rồi đây. Phát nước lên. Này cầm lấy. Ôi ôi. Ướp cả quả luôn. Này cầm lấy. Đi để tao ướp. Uống nước vào đi đã. Cho em một cô hòn đá. Em ăn. Anh Cường. Từ. Cường. Nước tao mà ăn. Cho em một hòn. Hòn siêu nhỏ.
Bây giờ mình thêm một lon nhỏ. Đấy. Ui. Đấy mới làm mướp đắng này. Cái này thì nữa rắc rắc lên trên mâm. Đấy, giờ bỏ cái này đi. Ấy. Ướp trộn cái này lên. Cho tí nữa cho nó mát. Xong rồi. Cứ để trong đá rồi đấy. Trong ăn thì mình tôi đá rồi. Không, mình phải rắc kia cho lên mâm chứ. Khả năng mày phải lấy thêm bịch đá nữa. Không. Nó mới mát được nhanh. Để này lâu mát. Nhưng mà em cũng chết được, không đi được xe máy, anh đi lấy. Đi bộ ngay 3 mét rồi đến nhà. 3 mét. Không 3 mét thì mấy mét? 1.200 bước chân này. Đi về đi, lười. Nhanh. Phát đi rồi. Em mở chân. Đây thì tao bắt đầu đi xếp đá. Em mà ở lại là tí nữa anh định ngã đấy. Thế mà tổ của mày. Con lấy em đá không? Có. Lấy nhanh mát ăn ngon chứ. Xong rồi còn lót đá ở dưới này thì đổ lên trên. Ngay bây giờ đổ đá này. Bây giờ sẽ bày lên mâm các bạn. Sẽ làm một gọi là đĩa. Món mâm. Mâm mướp đắng. Chả biết người gọi là món gì. Mướp đắng nước. Tại ra thấy quán bia người ta làm như mình làm. Cân lên em ơi. Đấy. Cân đấy. Đấy. Bốc mướp đắng vào. Đấy, mướp đắng siêu to khổng lồ. Mỗi thằng một mâm luôn. Anh được à? Nào mày giữ à, giữ đi. Nơi tao đen thì dễ bị đổ lắm ấy. Cẩn thận. Đây, thế này. Không lấy gì là tự nhiên à? Dần dần như chó. Sao? Đấy, mâm mày xin lấy được chưa? Được rồi. Đó, đúng rồi đây. Đây. Đưa bàn kê. Ây à, ở đâu ấy? Bốc ruốc, bỏ lọ. Đi đổ vào. Ây! Gì ạ? Con người đấy chồng. Không. Đây cho mày chậu. Đây. Cho mày chậu. Đấy đi. Được rồi. Đấy đi. Đấy. Tao sẽ dùng mâm này. Để nào tao ướt. Ây. Ây da. Ây da. Không để đâu. Ây da. Ây da. Đấy để đây. Tốt đi. Đấy. Đấy. Rơi. Rơi thì mày nhịn. Thế thôi. Đấy. Đấy. Anh em không có ruốc. Mày ăn ít ruốc rồi. Để như ăn ít đậu rồi. Đấy cho nó. Ruốc anh ruốc cho mình. Ừ. Nào. Cho mình ruốc nha. Này anh không phải kiểu thế đâu. Anh nhìn này. Nhà tầng dội xuống à. Dọn cái nước vào. Bẩn ra nước bẩn. Nước thải trả đến này em ấy. Nước bẩn. Nước đá mà bẩn à. Đấy. Mày ăn ít ruốc thôi. Chỉ như ăn ít đậu thôi. Không. Giờ bắt đầu chân chén. Món này quán bia sẽ rất là hấp dẫn. Mình đã từng ăn thử và thích được ruốc mắt chim. Chim nó ăn ruốc à? Ăn phải đúng vai kiểu này anh. Mời các bạn nhớ ngay là mình tự làm thôi. Mình tự làm. Chả tự làm. Đại ca mình làm. Một miếng ruốc này, một cục đá này. Một, mời tất cả mọi người nhá. Mới cả một miếng mướp đắng này. Sau một hộp. Ăn kiểu ngon. Ngon thế. Tôm bia uống bia về nghiện cái món này. À! Sao? À. Bay bổng. Chuẩn bị cắn nhỏ đá ra. Em ép vào cái này thật là lạnh. Cái món này mà không có bia thì nó hơi phí. Rồi, làm sao mà lột được?
lột được nó ra nhỉ? Chúng tao đánh cắn được mà. Trước tao lột được, ui. Trước tao cắn được, lột được, nhưng mà bây giờ răng đã. À, cửa nhà cứ yếu đi. Ờ, chuẩn. Này. Mày lâu ngày mày chưa được ăn vả là mày kìa, nhờn à? Hả? Nhờn. Mày nhờn với thuốc à? Cho em chân. Đấy. Ok. Cho đá vào. Đấy. Múc bớt đã. À. Hay à. Tao sắp bắt được cái này. Món này mà không có bia thì vứt hoài vứt đấy. Chợ hoài đẹp làm được em cắt lòng của tay này à, rất là buồn nhưng mà không có tâm trạng ăn uống lắm các bạn. Chẳng cần nhé. Này em ăn được rồi này. Này nó bị hầm à? Phê không? Bí bao nhiêu cục cả. Bí gì? Mà đây mày dán. Này này, tao đây đang cáu, đang bực rồi. Quá mẹ về con chó tao, trưa nay tao không dần nó một trận như tử. Để vỏ vào đây, chúng cắn chết. Nó cắn chết con sám của tao. Thịt thì chó nuôi tiếc, à không phải tiếc mà. Nó đấy tí tí về phải đập cho nó gãy răng. Cắn hết cái gà. Lại còn dẫm vào gai nữa. Mày tin mày. Này, nào. Đó em đi này. Hả? Nào. Tại vụ. Nào. Nào. Không tin. Nào. Mày nhìn đâu? Hả? Lắm mày đòi mày hộ tao cái. Không đưa lên luôn. Nào. Đây này. Đấy, sao? Sao không? Không vẫn. Thế thì ngồi im. Tao đang bực đấy. Muốn nghịch cả.